Và sau đây là bí kíp tạo dáng chụp ảnh áo dài. Thứ nhất, thẳng lưng này. Thứ hai là chúng ta phải ưỡn ngực, mở rộng vai, đúng rồi. Ba là phải cong mông. Thứ tư chúng ta phải hóp bụng lại. Bí kíp chúng ta bao gồm này: thẳng lưng, ưỡn ngực, cong mông, hóp bụng. Đi chụp ảnh kỷ yếu có rất nhiều bạn không biết cập máy bay, và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cách cập máy bay đơn giản nhất để dọc tờ giấy theo hướng mặt của mình nhá. Cập hai phía trên lên thành cái mái nhà như này này. Tiếp đến gập cái mái nhà nhọn xuống này. Một lần nữa tạo thành hình mái nhà nhưng mà sẽ hơi tù một tí này. Gập cái phần thừa của phần nhọn này vào này. Dâng máy bay lên gập đôi lại. Tiếp tục gập đôi phần cánh xuống này. Rồi, chúng ta đã có một chiếc máy bay. Đi chụp kỷ yếu rất nhiều bạn làm không biết thắt cà vạt, và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cách thắt cà vạt. Đầu tiên đóng cúc cổ áo vào nhá, tầm như này nhá, bên này dài hơn xíu, giữ bên ngắn này, vắt bên dài lên nhá, luồn xuống dưới, vắt lên trên, thêm một lần nữa này, đặt tay đây này, sang ngang này, sau rồi lên từ dưới lên trên nhá, luồn một lỗ đó, giữ cà vạt kéo lên sát cổ, bè cổ áo xuống. Đó, như thế nào được. Khi đó chúng ta sẽ bị thừa mất một đoạn ở bên trong nhé. Giấu vào trong áo. Giấu vào trong áo được. Đây thành phẩm chúng ta nhé, đây là tỏi này. Đó, sát cổ. Ok. 3 sai lầm khi viết ước mơ trên giấy. Đừng viết chữ bé quá bởi vì chúng ta sẽ không nhìn thấy chữ. Hãy viết to hết cỡ lên. To hết cỡ lên các bạn nhé. Các bạn không nên viết theo chiều dọc của tờ giấy vì nó sẽ rất là hẹp. Chúng ta hãy viết ngang ra để cho chữ to hơn nhé. Các bạn nên chọn màu mực hoặc phấn nổi bật trên tờ giấy của mình để cho chữ của mình nó nổi bật hơn. Các bạn không nên viết quá nhiều chữ trên tờ giấy của mình. Chúng ta chỉ viết từ khoảng 3 đến 5 chữ cái thôi nhá. Ký tên đây. Cách viết ước mơ trên tờ giấy. Viết ước mơ mà mình mong muốn. Ví dụ như đỗ đại học. Viết tên người yêu của mình. Đây là ước mơ của rất nhiều bạn nữ. Các bạn nam thì hay viết như này. Một số bạn thì rất thích làm. Có một số bạn thì thích làm diễn viên. Một số trường hợp còn viết như này nha. 5 cách tạo dáng chụp ảnh với cầu thang. Tay nhìn xuống tay kia. Che lắng nha. Chống tay cầm nha. Say hi. Chọc tay vào má.